Hello, xin chào mọi người, quay trở lại với kênh của Thành Lê USA nhé. Nào, bữa nay dẫn mọi người đi chợ nè. Coi đặc sản quen thuộc ở chợ mình nè. Nè, mấy bạn, anh chị nào coi cái này có giống khoai tự không nha. Khoai lang, khoai tự với cái trái này là trái gì nè? Trái nhân lòng nè, phải không? Khoai tự. Dạ, bây giờ là đầu tháng 2 nha các bạn. Ai nói ở vùng Bắc Mỹ không có đồ tươi thì mình xin mời các anh chị đó làm một chuyến du lịch lên mấy tiểu bang ở phía Bắc như chỗ mình đó. Cái coi nè, coi xung quanh đi chơi mà giờ không chịu ngồi đủ đủ nào mía nè. Ô trái ô trái này là trái ổi nè. Wow, mắc cười. À, bưởi này là bưởi Jamaica nè bạn. À, cái bưởi nè. Bưởi vậy ăn uống gì trời, ruột gan đâu mà ăn trời. Ồ, nè dưa khô nè, khế nè. À, dưa khô nè. Ok. Cái dưa. Ô này hình như nó đập sẵn rồi vậy đó. Ồ, mấy cái dưa hấu này hôm bữa Tết là coi như là người Việt Nam mình mua sạch sẽ luôn rồi. Không còn trái nào để mà lựa lên về dân luôn á. Bữa nay nó chắc là đầy nhóc đó nè. Cứt. Đi đi làm vậy? Chợ quay phim á. Nè mọi người thấy gà nó chuẩn bị sẵn rồi. Thôi nè đi ba nè. Ok đi. Đó cái này là sale cho nên nhà mình chơi hai hộp luôn. Đi, come on, let's go. Hôm nay có ghi bộ nữa không? Cái này quầy này là quầy bán thức ăn làm sẵn nè mọi người. Đó, nó bán thức ăn làm sẵn nhưng mà cái dành cho người ta mua để mang đi ăn đi làm đồ đó. Hoặc là nhà mà không có nấu ăn gì đó, thích ăn cho nhanh rồi. Nè mọi người thấy chả giò mà 5 đồng một hộp không? Nè, còn cái này là cái quầy nó thịt cá đông lạnh nè. Nè có con hến nữa nè. À, mọi người thấy không, có hến nữa đó. Đến xa. À, còn bên cái chữ seafood đó là chỗ bán đồ cá tươi, tôm tươi, thịt tươi không đó. Có. À. Wow. Ở mua vài trái. Còn cái khu vực này là cái quầy rau củ nè mà. Này là giữa mùa đông luôn đó. Ba chụp hình cái, cần chụp hình cái. Trời, Hoa Kỳ nhìn mặt nó đơ. Nè mấy bạn thấy bắp cải trắng à, mua một tặng bột nè, lựa thêm cái nữa cơ. Nè cái hộp này bự nè. Đó, cái ừ cái đó đó. Nè còn hành nè mấy bạn thấy không, hành cái số màu vàng á là 10 bó 10 đồng, mấy bạn bó 1 đồng. Mùa này hành nó mắc không có hiểu luôn á, mùa hè hành nó rẻ. Này là giữa tháng 2 nha mấy bạn đó, bởi vậy các khi mà mọi người nghe nào mà nghe một số anh chị nói bên mấy tiểu bang miền Bắc mà ăn đồ đông lạnh không là mọi người đừng có tin nhé. Okay. Tại vì đó không phải là sự thật. Đó là người ta muốn dìm hàng mấy tiểu bang trên này đó. Đó. Mặc dù đều là Mỹ hết nhưng mà họ thích dìm hàng mấy tiểu bang ở trên vùng lạnh này để cho sướng miệng chơi vậy đó. Ồ. Nè mấy bạn thấy đồ tươi không? Ồ cứ. Cái con cá này là cá gì nó? Nè còn cái này là mắm nè mấy bạn, nếu mà chị nào nếu cần muốn thì cứ mua đi. À đây là quầy thịt này. Đây là khu vực bán thịt gà đùi, nó là tính ra là có 23.000 bao á.
đâu phải chợ này bán thôi, em rẻ rẻ hơn cái chợ store coi chừng đụng ta kìa. Đó dĩ nhiên rồi cứng store mà nè, còn này là nướp sẵn nè, mà gà nướng. Ô qua bên đây là thịt heo à. Thôi được rồi, nếu mà nướng mà không giống như sườn cơm sườn ở Việt Nam thì anh không ăn. Không, tại mình thích ăn cơm sườn ở bên Việt Nam lắm mà ngon. Ô khoan, mua thịt ba gọi này về đem chắc hỏi mami ba hay làm thịt ba gọi nè. Nè thịt ba gọi nè mà. Cái qua bên đây nè, nó bán thịt bò nè bạn. Cái này là cái quầy đồ xe thịt sale thôi. Còn như bên kia ta đang đứng lựa đó, đó là thêm thịt nữa. Mà không có sale như bên đây. Wow. Nè mấy cái loại thịt châu Á nè. Đùi heo mà. Nè nè. Ô cơ. Coi gan. Ô tim bò. Ô mỏ mà. Ô mua về nấu phở đùi bò ăn cơ. Đó, mọi người có thấy cái con robot nó đi nó cảnh báo khách hàng cẩn thận coi chừng sàn ướt đâu không? Đó. Còn bên đây là cái quầy thịt hữu cơ nữa nè. Hữu cơ ở đây có nghĩa là người ta nuôi mà ta thả gông nó giống như là ở dưới thôn quê ở Việt Nam vậy đó. Nè mọi người thấy chợ bên Mỹ thịt nó xèo dữ không? Coi chừng. Nè thấy không? Lỗ tai heo, bao tử heo, lòng heo, móng heo, đùi heo. Đâu có nữa, con robot này nó cảnh báo chướng ngại vật thôi. Còn cho mấy chị nào mà thắc mắc là trên mấy chỗ này nó có đồ ăn Việt Nam không thì đây, chân gà, tim gà, mề gà, cổ gà. Này là mỡ heo nè mọi người, không biết chỗ của mọi người có không nha. Nhưng mà chỗ mọi người chắc là nó để tươi hơn này. Này là chợ Mỹ, thành ra là nó bịch lại kỹ lắm. Ủa, mua mấy. Ê, bia đây. Rồi, dấu. Từ từ. Nhanh quá. Sao? Wow. Không biết chỗ anh chị bán giá như thế nào, nhưng mà chỗ của mình thấy giá này nó hơi bị rẻ. Không biết sao nó có lời trời. Gì mà một hộp mà có chín, có mấy chục sen nè. Rồi sao không có lời ta? Wow. Này đây là cái hành lang mà bán đồ đông lạnh đây các bạn. Thấy không phải là ở tiểu bang mùa đông là lúc nào nó cũng bán đồ đông lạnh nhé mọi người. Wow, bây nãy giờ định đi mua sữa cho bé mà quên luôn rồi, bây giờ phải đi lấy sữa cho nó mà được. Mùa đông muốn sữa cho nó bổ sữa. Hey, watch it. Công nhận trứng gà ở Mỹ ghé thiệt. Wow. Này. Wow, cái cảnh chợ lúc này nó hơi tối thành ra nó hơi vắng quá. Cái quầy bánh mì này cũng ngon quá ta. Thôi bánh. Mấy chị coi bánh mì này giống bánh mì Việt Nam thôi. Đấy. Wow, mọi người coi mấy bánh kem tí hon này coi nè. Cái có 6 đồng rồi, mọi người vô ha. Ô, bánh brownie nè, bánh này ngon nha. Bánh này mà coi như là làm tiệc là hợp lý, tại thời bữa giờ không ai ăn bánh kem á. Mấy chị không thích ăn bánh kem sợ mọc. Ăn được không cơ? Khui cho con mình thì ăn luôn cho bớt quậy mà. Wow, cái khu vực làm bánh cơ, công nhận làm bánh đẹp quá.
mà chỗ này bán bánh cũng rẻ thôi. Video dài, xin chào mọi người nhé, bye bye now, thank you for watching, bye bye.